quán cuộn cuộn con của xem có rình. Ôi trời, nãy giờ tao kiếm mày. Sao cậu? Trời ơi, cậu lên mừng quá. Xuất sắc luôn. À, hôm nay gia đình có mặt đầy đủ, ở phía trong thì đang xây nha cô chú anh chị. Đó, quá tuyệt vời. Nè Hưng Trần nè phải không? Dạ đúng rồi. Hưng Trần đâu thấy hả? Nó tự nãy giờ nó ở đây. À, hôm nay đầy đủ gia đình rất là vui. Kêu mạnh coi. Hay là người ta. Ai biết đâu giờ kêu ông Kiên ra nè. À kêu ông Kiên thôi. Đi theo cụ Sáu vô nè. À, để cập nhật mộ cho quý cô chú anh chị. Kiên. À. Kiên. Không có nào có đầu xe đâu nha. Sao không có nhiều lắm. Cô xử ngồi đây luôn nha cô. Người nhà là anh Xô nè, cả nhà đó anh Xô. Giờ anh Xô cũng đã có mặt ở đây rồi mọi người. Ai cũng khen anh Xô đẹp trai. Khen đẹp trai cũng được. Thì hôm nay là người già tất cả đều có mặt hết. Bàn cúng rồi đem qua đây nha cô chú anh chị. Trong xây mộ thì tất cả mọi người đều đã có mặt. Cha, anh Xô đẹp trai, anh Xô anh chào sợ anh trai vậy thôi. Bàn thờ để đây cô chú anh chị. Chị Hồng Lan chia sẻ. Chị Hồng Lan chia sẻ. Khách vô cúng mà không có chỗ cúng. Ôi quá, nguyên đồ mão vàng luôn cô chú anh chị ơi. Các cô đó lên lầu. Uống nước không? Dạ uống, chị Hồng Loan nha, chị Thanh Loan. Thanh Loan, chị Hồng Loan rất là vui luôn cả nha. Dạ. Cái nào cũng chị lo hết đó. Của cậu hoàn tất rồi. Cầm dùm cho uống nước luôn. Chưa thấy bao giờ mà được. Chứ lát họ làm cái đụng đây không biết. Thua con chi. Rồi, ai kêu? Dạ. Có khán giả kiếm chị. Hả? Con hả? Cảm ơn nhiều nha. Ngồi đây đi cưng, ngồi đây nha. Cô Hồng Nhung kêu đẩy xong quay quay đó không? Cô Hồng Nhung kiếm chị Hồng Loan có chuyện gì cả nhà ơi, có chuyện Hạnh ơi. Thì bây giờ là gia đình hình như là em nghe nói là lên văn phòng. Chắc là để học lên văn phòng hoài ông nội. Nè, cô Hồng Nhung mới nói lên văn phòng. Vậy có khả năng là lên văn phòng rồi. Ủa mình đi chỗ nào rồi? Văn phòng đi tắt qua đây cô. Con không biết đường nè cô. Hơn chừng biết đường, hơn chừng dẫn cho cô. Đây đây cô đi bên đây nhá. Bên đây nè. Thẳng qua luôn là nó nhanh hơn cô ta. Qua rồi. Rồi. Có cái đường đi chứ không? Thì không biết là qua văn phòng là làm việc gì. Chỉ có cô Sáu với lại lo mới biết thôi. Bây giờ đi sao? Dạ đi ra có cái con đường nè cô, đâm thẳng qua luôn. Hả? Đi đường này ra được. Đi đường này gần lắm. Không, đi đường nó xa lắm, đi đường đó xa lắm. Mình tới đi. Rồi hôm nay chị Loan rất là vui. Rất là mừng luôn. Hôm nay nghe cậu có nhà mới rồi cô chú anh chị ơi. Đi đường đó xa lắm. Mày đừng cãi thầy với đè mày giờ. Ở đây tao biết gành đường mình, chờ tới rồi nè. Đây tới rồi đó, thấy chưa? Còn con kia bọc vòng xa lắm. Giỡn, mặc với mấy anh YouTube hoài, mấy anh gành đường hơn mình đó. Chính xác rồi chị Hồng Loan ơi. Hơn chừng là ở đây mấy tháng trời, 80 ngày hơn rồi. Là quá rành cái con đường, mọi ngóc ngách đồ rành hết. Gần 3 tháng rồi phải không? Dạ. Gần 3 tháng ở đây rồi cô chú anh chị ơi. Ngày nào cũng chạy 100 mấy chục cây. Dạ, mà mát hơn nữa. Rồi tới rồi đó. Quá tuyệt vời. Đó, nếu mà đi đường này rất là xa cô chú anh chị, bồng qua là xa lắm. Rồi, tới rồi đó. Thì không biết là lên văn phòng mình làm cái gì đây. Rồi thôi, mình ngồi chơi đi. Dạ, rồi, để cho chị Lan. Để vô văn phòng rồi, lát coi chị mới ra chị chia sẻ. Cốt chuyện nó là vậy. Gia đình bà trong làm việc. À, kêu chị đợi. Văn phòng đây mà. Ủa sao nãy chưa đi văn phòng? À. Lên đó là cái xưởng. Trong đó là cái xưởng. Còn. Thôi bây giờ nói chung là đi đâu cũng được cô chú anh chị ơi. Chị Hồng Loan đi đâu là Hưng Trần đi theo đó.
anh bảo vệ chị Lan. Bảo vệ chứ, trời ơi. Mày nghĩ sao vậy? Phải bảo vệ cho chị Hồng Loan chứ. Là người theo luôn á. Thôi bây giờ ủa phải xuống dưới không? Khán giả cả nước theo. Vậy đó. Nay rất là vui, mình vui lay luôn. À, hoa viên này rất là rộng nha cô chú anh chị. Nếu mà không biết đi là lạc thì hơn chừng phải theo dẫn đường cho chị Hồng Loan chứ không thôi là lạc thiệt đó. Ở đây nó giống như mê cung vậy. Ờ thiệt á, rộng ghê á. À không biết là như thế nào. Nếu mà chị lo mà chị xuống xưởng thì chị sẽ coi được cái thùng mộ với lại cái bia tấm bia. Chứ không phải kia chảnh hả? Thì thùng mộ với tấm bia là gần ở đây, đang đi xuống xưởng. Còn đó ngay chỗ nãy em chỉ chị là chỗ văn phòng đó. Không, bữa gửi cái ảnh là nguyên một cái mộ rồi. Dạ. Ở mộ thì ở dưới đây. Ở đây cái xưởng ở đây. Ở cái nhà thanh xanh đó vậy. Ở nhà thanh xanh là cái xưởng ở đây. Còn làm việc với nhân viên thì trong phòng. Phòng ở trên, còn dưới đây là nguyên cái khu xưởng. À. À, sẵn đi quay cho cô chú anh chị biết là cái hoa viên Bình Dương nó rất là rộng lớn. Wow, chị Lan, chị Loan nãy giờ chị cũng khóc rất là nhiều ha. À, cậu hiển linh mọi người ơi, quá hiển linh. Quá tuyệt vời. Đi xa vậy không biết chị Hồng Loan có mệt không chứ hơn chừng rất là mệt. Em chưa thấy em mệt mà em thấy anh mệt rồi. Muốn tụt quần luôn. Muốn tụt quần luôn. Đau lòng quá. Nhưng mà mọi việc cũng phục vụ cho tất cả là vì cậu thôi. Rồi, xe cần cẩu tới nữa rồi kìa. Đó. Ê, tính ra chị Loan chị nhỏ con ha, mà chị lợi vậy trời. Chị đi nhất đòn luôn kìa. Bỏ lại những người khác phía sau. Tính ra là chị Loan phía sau. Sao rồi? Sao rồi? Ủa, xuống dưới chờ vậy? Rồi, cái cẩu màu xanh ở dưới đó vậy. Thôi. Đâu rồi? Đây cái xưởng đó vậy là cái cổng xong đó vậy. Vậy mà nãy kêu chị qua văn phòng em dắt qua văn phòng. Bây giờ là phải xuống xưởng. Thôi kệ nó đi. Đi mình cũng mới biết. Tới đâu cũng tới hết. Khán giả biết chị Long đi bộ là vô tặc. Qua đúng rồi, đúng chỗ rồi. À hôm trước nhìn thấy là có chị Kim Nga ở phía trong rồi. Chị Phổ cũng thấy tất cả mọi người. Đâu rồi, bay trong rác đi. Thôi bay vô. Bay trong rác lộn trong đó luôn á. À, đó rồi, luôn rồi. Wow, quá tuyệt vời. Có cái cô Sáu nữa. Wow, quá quá tuyệt vời. Chạy vô, chạy vô lẹ đi. Mọi người đều đã tới chiêm ngưỡng cái phần hồn của cậu. Để chị Lan cùng gia đình vào bên trong. Rồi, mình ở ngoài đi anh. Đừng có vô, ở trong là đang làm việc. Ở phía trong là hơn chừng nhận thấy có cậu Thành phía trong nữa. Quá wow, quá tuyệt vời. Đó, chắc là đang đồng ý cái vấn đề mà mọi người biết không? Đang đồng ý cái vấn đề là chữ viết trên bia xong. Đó. Gia đình con cho coi anh em dạ, gia đình đặt coi một đưa gia đình con cho coi. Đúng rồi, gia đình nói là để cho gia đình riêng tư bên trong, anh em ở bên ngoài thôi, không có được vào. Đúng rồi. Mình cũng phải tôn trọng. Thì nè anh cho là mọi người cũng vào hết rồi. Chị Phụng nè, tất cả đều vào hết rồi. Đầy đủ hết. Chị Hồng Phượng ôm chị Phụng mọi người ơi. Đây xem đang tình cảm của mọi người trong gia đình rất là chân quý. Chị Hồng Phượng cũng vô luôn rồi ôm chị kìa. Làm xong hết rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ chỉ dụ như người nhà đồng ý là việc hay không là cái câu này. Cái phần mộ là đang xem, xem xét. Ở trên đó là cũng hơn chừng thấy trên bia mộ có đề chữ là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Anh chị Phó cũng thấy rồi mọi người. Hơn chừng kết thúc clip đây nha, có gì là hơn chừng sẽ báo lại cho cô chú anh chị lúc sau ha.